Đối đầu với Yamato, thủ bên lớp. Như vậy là bên lớp đã có được hai chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Ảo thật đấy. Rồi, như vậy đây là một quả đầu tới từ game thủ chim sẻ, một một quả 6 cây khi được cầm Minwan. Minwan đối đầu với Ia. Hẳn là anh em sẽ nghĩ đến những cung A. Quả đầu 6 vàng dừng đây. Góc 1 giờ. Những bước giò đầu tiên tới từ thủ chim sẻ nào với bạn đấu này. Chưa đồ lùa về luôn. Minwan đi ra. Minwan đi ra thì lầm lầm thôi. Cung A của Minwan thì nó sẽ chất lượng hơn. Bài đấu nhìn qua cũng có thể cung cung với những cánh rừng dừa. Đây là bầy hiêu đầu khá là xa. Với nhà chính quyền thủ chim sẻ đang cố gắng được đưa về trong trận đấu này. Và rất mong anh em có thể cho tôi xin một like, một nút chia sẻ video livestream. Anh em nào mà chưa nhận được Safari để gửi tặng chim sẻ đáng thì các bạn có thể click vào ngôi sao phần bình luận nhận Safari rồi gửi tặng nguyên thủ chim sẻ đáng cho buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tiệc sao thì phải 2 tiếng mới có anh ạ. Đầu livestream có một lần tiệc sao rồi nên là sau đó phải chờ 2 tiếng sau thì mới có tiếp. 2 tiếng mới có một lần tiệc sao anh em nhé. Hiếu 4 đôi voi và đang đi dò. Bầy hiêu đầu chỉ có 4 con thôi nên sẽ chóng đưa bầy hiêu này về còn câu voi nữa. Sau đấy tìm quả phụ anh em ạ. Cảm ơn Nguyễn Hữu Thắng đã gửi sẻ 75 sao nhá. Đây bầy hiêu được đưa về bài đấu này. Cảm ơn Quốc Tuấn, anh Lưu Triều, anh Nguyễn Quang. Đó, anh em nào này, cảm ơn Minh Hiếu này, anh Quốc Huy này. Sao lại lên đấy. Còn anh em nào mà chưa mới vào mà chưa nhận Safari thì các bạn có thể click vào ngôi sao phần bình luận nhận Safari rồi gửi tặng anh thủ chim sẻ. Đó, chỉ mất một chút thao tác của anh em thôi. Ít rừng nó cũng hơi mỏng anh em ạ. Từ cái bài đấu này vấn đề bây giờ chúng ta cần đó là thêm một đồ ăn nữa. Ê sư tử, thêm một mỏ quả nữa và chuẩn bị thiết kế chiếc bếp đầu tiên thôi. Cảm ơn Vũ Hải Nam đã gửi sẻ 75 sao nha. Cảm ơn Phạm Công Duẩn, anh Hoa Hồng Quyết mỗi người 100 sao luôn. Từng á. Đây là S đầu. Đấy, một cánh rừng dừa như thế này. Đang dò về mặt 3 giờ rồi. Nhưng chưa thấy quả phụ đâu cả. Sau đó sẽ là tầng câu đôi voi. Đây sẽ là tình huống phải xử lý câu hai voi này. Còn một con thì nó hơi mất tay. Rồi phi lại phát nữa. Ui đuổi ra thế. Không để cho khoảng trống để có thể câu hai con. Đã đây rồi. Đã có khoảng trống để câu hai voi trong tình huống này. Ok, như vậy là hai voi đang đi theo nông dân của anh chủ chim sẻ. Phải đi đập lô rồi anh em ạ. Thêm một đôi voi nữa. Cũng ở vị trí khá là xa. Và hai voi đang từ từ được đưa về. Như vậy là tổng đang có 4 voi. Tổng cộng viên 4 voi hiêu đầu. Để giải quyết hai voi này thôi. Không thấy quả phụ mới đau chứ. Lên trên là bé nữa tới từ chủ chim sẻ. 26 dân rồi. Rồi đưa thêm một vòng này về tới từ cái thủ chim sẻ nào. Các bạn đâu này. Như vậy thông tin bảo vệ bên lớp dò 24% bản đồ. Tiếp đây là bài đấu bên lớp có xe dò. Vâng, đây là BB với bài đấu này. 26 dân để cho anh thủ chim sẻ. Đây sẽ là nhà BL. Và đây là BM với cái bài đấu này.
Ui, sớm thế. Có hai mấy bên trong bản đồ, bên đâu vẫn rất là sớm. Sẽ kính 15x, với 26 dân. Và thêm một quả quả nữa để có thể ăn hoa. Vài đầu đánh lạc đà tới từ cái vụ chim sẻ. Đang xin ngựa giò đây rồi. Donna E. Rogan. I saw him. Rogan. Oh, có giò với thủ vệ lớp đến nha. Và sẽ đang phải đánh giò thủ ở trong tình huống này. Đây có giò với thủ vệ lớp đã có công. Sẽ thì đang là Omo. Ồ, đây còn đôi voi giò lỗi này. Ia Minwan, chúng ta cùng xem nhà vệ lớp ở đâu. Sao góc 6 giờ đây rồi. Lên đời xong thủ 1B, 1L bánh xe. Đã nâng cấp đào vàng tới vụ chim xe. Khu vực ăn hoa này bị phát hiện thì hơi đau. Hay là chẳng phát hiện. Vậy là không phải với lớp góc 6 giờ. B2 luôn đến vụ chim xe nào. Đây con giò đối phương. Có lạc đà rồi, bắt giò được bạn đây rồi. Đã nhìn thấy móng gỗ bị chặt. Luôn vào đây nhà cái thủ vệ lớp gần góc 9 giờ. Có P đấy thì chim chảy nắng mà vệ lớp đây rồi. Dần vệ lớp cũng đã có bánh xe cũng khá là lực tới từ con nhà Mato này. Sử dụng nâng chảy gỗ luôn. Rất nhiều công nghệ được khai thác được nâng cấp. Đấu mà chúng ta cũng chưa mất dần. Và đang giải phù ở gần nhà vệ lớp cũng có P trong bài đấu này. 22 trên 36 là thông lệ đại đến từ thủ vệ đang ra ruộng. Đấy một bài đấu được cầm Minh Hoàng. Bắt con giò đi. Chết mất một dần. Muốn chém. Đó. And giò lên rồi. Bù được con chém. Nó luôn. Bắt được một chém của đối phương. Đấy là chủ chim sẻ. Còn con giò bắt nó nữa. Bỏ gỗ này về vẽ ruộng thôi. Thêm một đôi voi để ăn hoa. Con phù với lớp chắc đang đẩy đến nhà chim sẻ nắng rồi. Kéo con giò về gần nhà mình. Khả năng cao là mình sẽ bắt được con giò, con phù đội bạn. Vẫn chưa thấy phù đâu. Bên lớp cũng vừa có một mỏ hiêu ăn hoa và đã khai thác xong. 34/36 đây thì thủ chim sẻ đang đóng e rồi. Đóng e mặt 12 giờ đây rồi, phù vẫn đang xin đều. Chuyển A không. Gỗ đang khá nhiều đến từ thủ chim sẻ. Dường như có cái gì đó vừa loạn quạng gần đây. Hiêu vừa nhảy. Vâng, như vậy đây là phù thủy của thủ bên lớp. Đã nhìn thấy cái phù này. Đó. Ai. Ôi trời ơi, ơn trời. Cậu đây rồi. Vậy là phù được con chém đội bạn. Đấy, dân đập được con phù đối phương. Đối phương phù được một dân đến thủ chim sẻ. Người đâu không ra phù nữa. Bắt cả ngựa giò luôn. Có hiểu vấn đề rồi. Phù được ngựa giò đội bạn. Khá đỏ thế thủ chim sẻ. Bây giờ sẽ đưa dân vào để xem là về lớp còn phù giấu ở đâu hay không. Sau đó chúng ta sẽ đưa chém vào chơi cho đội bạn. Cung A đang là một áo thế thủ về lớp. Và về lớp là người chủ động trực qua trước. Còn hai phù nữa. Về lớp chưa kịp bò hai phù này. Và này vẫn còn chém tới thủ vệ lớp. Bắt đầu lao vào cho dân hoạt động lên. Bắt đầu lao vác dân ra để đập phù với chim sẻ. Nhưng không kịp được rồi. 1P trong nhà đối phương luôn. Tới từ thủ chim sẻ đang một công tổng lực vào trận đấu này. Vệ lớp đang bo nhà của mình. Và cùng là đã là hai áo dành cho thủ lớp cháu gà đang có khoảng 2-3 con. Phù vẫn sẽ phải lên đều thủ thủ chim sẻ dân đang đập được. Đó chính là cùng A đội bạn. Đóng P với trong nhà đối phương rồi và phù chim sẻ đang đến. Bắt được con chém này thì ôi rồi luôn. Không bắt được chém chúng ta bắt cung A. Và phù được một cung A rồi bạn. Đây là thủ chim sẻ. Vẫn còn những cung A mới được hai cung A thôi. Có một B, B, một BL trong nhà thủ với lớp. Phù được con chém thì mày. Rồi. Cháu gà thơm như muối mít. Thật lại là 28 tên đối thủ chim sẻ và cùng là về lớp đang nằm xuống như ngả ra. Thêm những con chém nở ra. Về lớp không có phù đang vác dần ra đập phù với thủ chim sẻ. Chim sẻ cũng đang vừa kêu một tên dần to bên này. Phù được cùng là về phía đối phương. Thêm những con cùng là mới nở ra nhưng chém ra có đây và có một BL bên trong nhà cái thủ về lớp. Tham lai đơn số là 27 cho sẻ thôi nhưng thêm tên tiếp viện nữa lên với những con phù thủy của mình. Thêm cả ngựa chém. Phù cùng là đội bạn và đánh vào mỏ vàng với lớp thôi. Về lớp đã bay vàng ở trong tình huống này rồi và thêm những con chém nữa nở ra. Anh dài khả năng gậy
Hàm Lai vẫn đang số là 2x tới từ cái đủ chim sẻ với bài đấu công phu đập dân và có chém đẩy cho người đối bạn. Nếu những con chém nữa và đối tượng thì nên dắt phù đều và hãy để cho những con chém bảo kê đơn phù đẩy lên của mình. Vệ lớp đang cho dân về ăn vàng vì vệ lớp hết vàng rồi. Bạn có thể nhìn thấy một cục dân vệ lớp đang kéo về để có thể khai thác vàng. Cuối cùng mà mới nở ra chết luôn với tỷ số là 2-2. Trận đấu rất hay tới từ cái đủ chim sẻ nào, một bài đấu xấu lên đời muộn hơn rồi đối phương nhưng vẫn giành chiến thắng và 2-2 ở trong trận đấu thứ ba. Chúng ta sẽ có trận đấu chung kết ở trong trận đấu này. Và chúng ta sẽ đến với trận chung kết trong trận đấu thứ ba.